Tập 13. Mau. Mau lên, đuổi theo. Đỉnh núi là con đường cụt. Đúng vậy. Phải rồi, trên núi còn có một con đường nhỏ nhưng rất ít người biết. Hồi nhỏ tôi và Sơn Hổ thường đi qua đó. Đi, chúng ta đi thôi. Tư lệnh Chung, báo cáo, chó trắng đã đuổi lên tới nơi rồi. Mau rút, mau rút. Các cậu mèo theo đường nhỏ xuống núi, chúng muốn đuổi cũng không đuổi theo được đâu. Mau. Sơn Hổ, sau khi chúng ta rút lui, cậu đi cùng chúng tôi. Bây giờ tôi vẫn chưa đi được, tôi phải thu hút đến Trương Bình qua. Như vậy, đội vận chuyển và đội quân dù của các anh mới đủ thời gian để xuống núi. Không thì bọn chúng vồ hụt lên, nhất định sẽ quay đầu chặn đường xuống núi của đội vận chuyển. Sơn Hổ, tuy rằng các dự định vào sâu là rất tốt, nhưng lấy cậu làm mồi nhử quá nguy hiểm. Tôi không thể để một người dân làm con mồi được. Vậy còn cần Hồng Quân làm gì chứ? Tạm tử, mấy đảng viên các cậu ở lại chặn phía sau. Vâng. Tư lệnh Chung, anh cũng coi thường người khác quá rồi. Không có nguy hiểm gì thì cần Võ Sơn Hổ tôi làm gì chứ? Địa hình ở đây tôi nắm rất rõ. Tôi biết trốn ở chỗ nào, các anh có biết không? Tôi để lại cho cậu mấy chiến sĩ do cậu chỉ huy. Khi nào xuống núi, chúng tôi chống chọi một canh giờ, đội vận chuyển và các anh chắc chắn cũng đã được an toàn. Được. Không được đánh tay ngang, không đấu được thì rút. Không gánh được tôi cũng sẽ gánh. Võ Sơn Hổ tôi đã nói là làm. Nhất định phải phụ trách sự an toàn cho đồng chí Sơn Hổ, hộ tống cậu ấy xuống núi an toàn. Vâng, thưa tư lệnh Chung. Xuống núi thì đến chạy tại nhà họp mặt với chúng tôi. Được, tôi biết rồi, mau đi đi. Đồng hương Sơn Hổ, tôi đại diện Hồng Quân, đại diện cho đảng. Cảm ơn cậu. Đảng? Đảng gì? Hồng Quân cộng đồng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn cậu. Nghe mệnh lệnh của tôi đây, rút lui. Đồng chí Sơn Hổ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Còn đồng chí nữa. Qua đây, đưa hết mình của các anh cho tôi, mau lên. Được được, mau tháo xuống, đưa đây cho cậu ấy. Tháo xuống, đây. Thêm một cái nữa. Đây. Chúng ta cắm hết đuốc lên núi bên đó. Đi theo tôi. Được, đi. Đê đã. Sao vậy? Hình như không đúng. Đám đốt lửa không hề lay động. Xích vĩ có mai phục. Truyền lệnh, dừng đi tiếp. Dừng đi tiếp. Sao không có động tĩnh gì vậy? Mình không nổ. Không đúng. Rõ ràng tôi nhìn thấy chó trắng đuổi theo chúng ta. Sao lại không có động tĩnh gì được chứ? Cẩn thận chút. Đợi đã. Quả nhiên trong quốc quân có cao nhân. Thường thì chiêu của tôi không bị ai đoán được. Đồng hương, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tư lệnh Chung và mọi người rút được bao lâu rồi? Cũng khoảng được nửa canh giờ. Chúng ta gắn thêm một tuần hương nữa. Tư lệnh Chung và đội ngựa thổ an toàn. Được. Mấy người các anh theo tôi. Chúng ta chờ một chút náo nhiệt hơn ở đây đi. Đi. Đi đi. Thành Nho, sao cậu biết dây lằng vàng vắt ngang đường nối với tay cầm mình chứ? Những thứ này đều là cách tôi và em trai Sơn Hổ đánh giả thú. Chỉ cần giả thú động vào dây này, lập tức mình sẽ nổ. Nhưng đây không phải là trò quỷ của cậu ấy đấy chứ? Trò quỷ? Ai là trò quỷ? Sư trưởng Trương,
Chúng ta đang đuổi theo là xích phỉ thật chứ? Tất nhiên là xích phỉ. Bọn họ đã cướp lương thực của quốc quân và đang chạy trốn. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Không. Vậy không tốt. Không tốt. Thành Nho, may mà có cậu, không là phiền phức lớn cho chúng tôi rồi. Không có gì sự trấn trưng. Chúng ta đuổi theo tiếp đi. Chắc là không còn bao lâu nữa đuổi được đâu. Được. Đi. Đối phương không đơn giản, dùng đốt lửa thu hút chúng ta. Thành Nho, cậu nói rốt cuộc xích phỉ có ở trên núi hay không? Hay là chúng dùng kế vừa không nhà trống với chúng ta? Không phải kế vừa không nhà trống hay không tôi cũng không biết. Pháo quan trần có. Đưa người lên bao vây. Rõ. Đi. Mau, đi lên. Đi lên, đi lên. Đi lên. Nhanh lên. Đi lên hết đi. Phía sau, đi lên theo. Nhanh lên, liền hết cho tôi. Nhanh, nhanh, đi lên. Đi lên, nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Phía sau, nửa đuôi lên. Phía sau thay lên, nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Đánh. Đánh. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ, nhanh. Thành Nho, cảm ơn cậu. Pháo Hoàng Trần, bắn pháo. Đồng hương sương hổ. Không, không. 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 Dừng bắn pháo. Cậu chế bùa hộ thân thành ba mảnh thì còn tác dụng gì?
Thời khắc này chốt, bảo vệ bình an cho ba anh em chúng ta. Tam cậu tử, Võ Sơn Hổ. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, cả ngày em không ăn gì rồi. Ăn chút gì đi. Thưa lệnh chung, anh xem là đồng hương Sơn Hổ. Chậm thôi, đồng hương Sơn Hổ. Sơn Hổ, có tin tức của anh cả tôi không? Anh hai tôi thì sao? Cậu nghe tôi nói, bây giờ chó trắng đang bao vây núi, trước mắt không có tin tức gì. Tôi đã phái người đi thăm dò rồi. Vậy bây giờ anh cho tôi một nhóm lính và vũ khí, xuống giữa núi giết người với tôi, tìm Hà Gia giúp tôi. Đúng, anh đã đồng ý với tôi, xuất binh cho tôi, báo thù cho hai anh trai tôi. Toàn thể tập hợp, tập hợp, tập hợp. Tư lệnh chung, anh cũng phải gọi đủ người rồi mới đánh chứ. Chỉ có quân bình của Hạ Phủ đã mấy trăm người, huống hồ có sư đoàn 32 quốc quân nữa. Đây chính là toàn bộ nhân lực và vũ khí quân đội du kích của tôi. Nhiều đây thôi sao? Vâng. Toàn bộ đều ở đây, đúng. Bộ đội đều đã đến đủ rồi. Cụ thể đánh như thế nào, cậu xem rồi thực hiện nhé. Hay cho một tư lệnh chung của Xích Vĩ. Anh có danh tiếng lớn như thế, đội quân chỉ có vài người này. Thầy Dương à, không phải anh đang đùa với tôi đó chứ? Tôi nào biết được anh chỉ có mấy người này thôi. Hay là Sơn Hổ à, cậu ở lại đây đi. Bộ đội chúng tôi lớn mạnh rồi sẽ đi đánh sau, được không?
Tôi còn tưởng Tư lệnh Trung Anh còn thiên quân vạn mã nữa. Sơn Hổ, đứng lên, đứng lên đi. Đứng lên. Tôi thấy cậu vẫn nên ở lại đây đã. Hiện tại Bạch Phỉ đang bao vây núi. Ngoài chim ra e rằng không người thoát được đâu. Cậu đi theo chúng tôi đi. Đợi đến khi đội quân lớn mạnh, đội ngũ lớn mạnh rồi đi đánh cho cậu. Thế nào? Anh tưởng tôi là trẻ con nên ba hả? Đợi anh làm lớn mạnh đội ngũ, tóc của tôi cũng trắng ra cả rồi. Đợi đến khi nào? Bao lâu? Vậy như thế này có được không? Cậu ở lại chỗ chúng tôi trước. Đợi anh cậu có tin tức rồi xuống sau. Cậu thấy thế nào? Bây giờ tôi tự đi. Tôi tự đi báo thù. Đồng hương Sơn Hổ, cậu đi cũng được. Bây giờ Bạch Phỉ đã bao vây núi. Ngoài chim bay ra e rằng người không thoát được đâu. Sơn Hổ à, tôi thấy vẫn là như thế này đi. Cậu ở lại đã. Đợi có tin tức của anh cậu, cậu đi cũng không muộn. Cậu thấy thế nào? Đi thôi. Đội ngũ giải tán. Đi thôi. Đánh cả đêm mà không bắt được một cọng lông của ba thằng Đao Phỉ. Lão thái gia, nghe tiểu thư nói đại đầu đấu võ với người ta mới đổi lại tính mạng của cô ấy, lòng khiếu thiện còn không giết chết anh ta sao? Đại đội trưởng Trần của quốc quân quay về cũng nói anh ta tận mắt nhìn thấy Võ Sơn Hổ rồi xuống vách núi. Chỉ có Thành Nho được sư trưởng Trường đưa về trấn. Ông, chúng ta có thể đòi người từ sư trưởng Trường. Nếu sư trưởng Trường không giao người, ta sẽ khiến kế hoạch diệt xích phỉ của hắn ta không thành. Sư trưởng Trương tới. Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới. Ông Hờ, sư trưởng Trương giao Thành Nho cho tôi phải rút gân lột da cậu ta ra. Ông Hờ, không nên nóng nảy như vậy chứ. Oan có đầu, nợ có chủ. Huống hồ cháu trai ông cũng không phải cậu ấy giết. Ông hà tất phải làm vậy? Tuy người không do cậu ta giết, nhưng ba anh em cậu ta cùng nhau tính kế, dùng đao kề lên cổ tôi, đến nhà uy hiếp tôi. Đây là sự thật, anh cũng biết mà. Tôi biết. Nhưng tôi muốn nói, trước mắt đang là lúc đại quốc cần dùng người, đặc biệt là nhân tài như Thành Nho. Hơn nữa, tôi đã đồng ý với cậu ấy, vẫn mong ông Hà có thể coi lợi ích của đại quốc làm trọng. Quên việc này đi, không làm khó cậu ấy nữa. Xem như là nể mặt tôi. Việc đó tính như thế. Ở trấn tổ tư này mặt tôi chui vào đâu chứ? Ông Hà, vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Việc này tôi sẽ sắp xếp. Còn về Thành Nho, sau này tôi tự có chỗ dùng. Tức lại, Trung Sơn tiên sinh nhắc nhở cho chúng ta, cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn phải cố gắng. Cậu là bí thư của đảng quốc ở bản địa, xích phỉ vẫn chưa dẹp sạch, sao lại rút hết quân về? Sư trưởng, từ núi Vạn Hổ về, tôi đã điều động tất cả dân đoàn có thể điều động được để chi phối cho dân quốc, dẹp phỉ ở núi Vạn Hổ. Đấy là việc ân oán riêng tư của nhà các cậu. Tôi nói cho cậu biết, cho dù là đào phỉ hung hăng, đấy cũng là một yếu tố không yên ổn ở địa phương. Nhưng xích vị Cộng sản Đảng là lực lượng lật đổ chính quyền quốc quân ta. Nặng nhẹ như thế nào, mấy người tự mình đồng đến đi. Việc này liên quan tới đại sự, sinh tử tồn vong của đảng quốc. Nhớ lấy, nhất định phải phong tỏa xích vị Trung Khắc Kiệm ở khu vực núi Tường Tây phía Bắc. Tuyệt đối không được để hắn trốn thoát. Vâng. Thành Nho, rồng mạnh không kìm được rắn.
Ông Hà suy cho cùng là một thế lực, hơn nữa lại liên quan đến mạng người. Cho dù ngoài mặt ông ta không dám làm gì cậu, tôi cũng khó đảm bảo ông ta không ngấm ngầm giữa thủ đoạn gì với cậu. Nam tử hán dám làm dám nhận. Thành Nho, tôi thấy như thế này đi, vẫn nên ẩn mình tránh gió trước. Tôi sắp xếp cho cậu tạm thời rời khỏi trấn Tổ Tư. Rời khỏi trấn Tổ Tư, vậy Tuyết Nhi phải làm sao? Những việc này tôi đều đã cân nhắc tới. Trường Lục Quân Nam Kinh tổ chức một lớp tập huấn đặc biệt. Tôi đặc biệt đề cử cậu cho cục trưởng quân đội đi dẹp Phỉ Tỉnh. Cục trưởng Hùng đồng ý sắp xếp cho cậu qua đó rồi. Còn Tuyết Nhi có thể cùng cậu đi tới Nam Kinh. Về phía chi phí tôi phụ trách, cậu không cần phải lo lắng. Tổng quân, việc này tôi chưa từng nghĩ tới. Thành Nho, ơn cứu mạng hôm qua của cậu tôi phải báo đáp. Nói thật lòng, tôi rất thích cậu. Tôi nghĩ như thế này, đợi cậu tốt nghiệp trường quân đội, việc này cũng đã trời yên biển lặng. Cộng thêm quân đội của tôi đặc biệt cần quân nhân hiểu và nắm rõ tình hình ở tỉnh Tây như cậu. Cậu tốt nghiệp trường quân đội đến chỗ tôi để làm việc, cậu thấy thế nào? Nhớ lấy, ai còn sống thì Tuyến Nhi sẽ do người ấy nuôi. Tuyến Nhi à, hôm đó ở ngã tư, anh cả đã nói ba người bọn anh ai sống thì sẽ được nuôi em. Anh Thành Nho à, anh vừa rồi sư trưởng trường nói với anh có thể cho anh đi học ở trường Nam Kinh. Nếu như em bằng lòng thì đi cùng anh. Nếu như em không muốn, anh cũng không đi nữa. Anh đi rồi, em ở lại anh không yên tâm. Sợ rằng Hà Gia không tha cho chúng ta, vẫn nên giữ mạng là quan trọng. Món nợ này của chúng ta sau này sẽ tính. Tuyến Nhi, đi cùng anh. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Ông, sư trưởng Trương đã điều động lực lượng lớn phong tỏa núi, cho dù Thạch Đại Đầu còn sống cũng không thoát được đâu. Ông lại sợ Đại Đầu không xuống núi. Tức Lai à, cháu nhốt Tố Trình lại đi, không cho nó gặp ai cả, đến mẹ nó cũng không được gặp mặt. Cháu biết rồi ông. Tố Trinh, Tố Trinh, cháu trai à, cậu tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng cậu đến chỗ Diêm Vương báo cáo rồi chứ. Đại Đao Bá Tử, cậu mở miệng là Đại Đao Bá Tử, gọi tôi là chú Long là được rồi. Tiểu tử cậu đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đấy, cậu có biết không?
Từ từ thôi. Thả tôi xuống núi. Tôi phải đi tìm anh em của tôi. Tôi biết cậu đã thề. Đời này không liên quan tới Phỉ. Nhưng hiện giờ Quang Minh đã phong tỏa núi rồi. Cậu muốn đi cũng không đi được. Để cậu dưỡng thương xong, tôi đích thân đưa cậu xuống núi. Toàn thể tập hợp. Nghiêm, nhìn sang phải. Nhìn lên trước. Hàng đầu tiên, lên trước một bước. Hàng thứ ba, lùi ra một bước. Nghĩ. Các học sinh, có người làm lính là để báo đáp tổ quốc. Có người vì công danh lợi lộc. Còn có người muốn làm tướng sói. Napoleon từng nói, sĩ binh không muốn làm tướng quân thì nhất định không phải sĩ binh tốt. Nhưng tôi cho rằng, làm tướng quân tuyệt đối không phải là mục đích duy nhất. Đều đi làm tướng quân thì ai sẽ làm sĩ binh? Cho nên mỗi người đều phải làm từ những việc nhỏ một. Bành Thành Nho. Bành Thành Nho, có. Ra khỏi hàng. Tại sao cậu tới học trường quân đội? Tôi không biết. Đến tại sao cậu cũng không trả lời được. Cậu còn tới trường quân đội làm gì? Báo cáo trưởng quan. Anh muốn nghe nói thật hay nói giả? Phí lời. Tất nhiên là tôi muốn nghe nói thật. Nói thật thì là tôi không còn con đường nào khác để đi. Không còn đường đi. Đúng. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu như cậu đã dấn thân vào cách mạng dân quốc, bây giờ con đường này đang ở dưới chân cậu. Nhớ lấy. Ở đây là trường quân đội, không phải trại tị nạn. Vào hàng. Rõ. Tất cả chú ý. Bên phải. Quay. Hướng tới mục tiêu phía trước. Chạy bộ. Chạy. Dừng, dừng, dừng. Dừng đi tiếp. Tư lệnh chung, thế nào? Tiểu đội đào nhận chúng tôi đã gặp phải bệnh phỉ. Mau rút. Rút, rút, mau rút. Sao các anh gặp phải bệnh phỉ là chạy vậy? Anh ít nhiều cũng có mấy chục người đánh một trận với chúng chứ. Địch mạnh ta yếu, đánh thắng được thì đánh, không đánh được thì phải chạy. Cả ngày các anh chỉ biết trốn đồng trốn tay, tôi thấy chẳng hơn gì. Đào phỉ trên núi Vạn Hổ, về chiến thuật mà nói đúng là có điểm tương đồng. Trứng chọi đá không có lợi. Bảo tồn lực lượng, đội ngũ lớn mạnh, rồi đánh một trận thật hay với chúng. Đi. Báo cáo. Trận chắc chắn phải đánh. Trận chiến Trung Nhật khó mà tránh khỏi. Các cậu xem, 18 tháng 9 tiểu Nhật Bản đã chiếm lĩnh Đông Bắc. Đến nay lại đánh giàn co với quân ta ở Thượng Hải. Đây là khúc nhạc dạo xâm lược Trung Hoa trong kế hoạch tinh vi của kẻ địch. Thực ra là giả tâm muốn nuốt trọn Trung Quốc của chúng ta. Các bạn học sinh, tiết học quân sự hôm nay chúng ta cần phải thảo luận một vấn đề. Nếu như cậu là thống soái cao nhất của Nhật Bản, cậu sẽ bố trí chiến lược như thế nào? Nếu như tôi là thống soái của Nhật Bản, tôi sẽ từ Đông Bắc dựng tiến vào Hoa Bắc. Chiến trường chủ yếu chuyển tới Bắc Bình. Tôi lại không cho là như vậy. Tôi cho rằng soái Nhật Bản giả tầm rất lớn. Tình hình thế lực phe cánh trong nước lại rất sôi sục. Quân đội Nhật Bản sẽ không lập kế hoạch đánh vững đâm vững như vậy. Chúng ta đang nóng lòng muốn chiến thắng, nhất định đi theo đường mới. Để sớm giải quyết trận Thượng Hải, rất có khả năng chúng sẽ từ vùng duyên hải giang chiết bọc đánh bao vây tiêu diệt chủ lực quân ta ở chiến trường Thượng Hải, ép chính quốc quân tước vũ khí đầu hàng, đạt được mục tiêu diệt Trung Hoa trong vòng 3 tháng. Tôi cho rằng Nhật Bản chỉ là một quốc đảo, thiếu hụt tài nguyên, bất luận từ chi phí quân đội hay đều không thể đủ để mở chuyến tiến thứ hai, đồng thời tác chiến. Nếu như trong 3 tháng chúng không giải quyết được trận Thượng Hải,
Vậy thì tôi cho rằng chúng sẽ lấy Đông Bắc và Thượng Hải, căn cứ gốc trong sách chiến lược, phát động toàn diện chiến tranh xâm lược Trung Hoa. Tôi tán đồng quan điểm và phân tích của Thành Nho. Khả năng mở chiến trường thứ hai là rất lớn. Vậy thì các cậu cho rằng địa điểm đánh tốt nhất là ở đâu? Kim Sơn Vệ, đúng. Chỉ có thể là Kim Sơn Vệ. Khu vực Kim Sơn Vệ ở Hàng Châu là địa điểm đánh vào tốt nhất. Hải quân Nhật Bản vô cùng mạnh. Đội tàu sừng chuyển sừng tác chiến đến vùng duyên hải Đông Nam. Một khi đánh vào thành công, vậy thì mấy chục vạn đại quân ở chiến trường sẽ bị bao vây bốn phía, tan vỡ toàn bộ mặt trận. Các cậu xem, đây là Trấn Gia Thiện nối Thượng Hải và Nam Kinh. Chính phủ đã tiêu tốn rất nhiều ngân sách để sửa chữa cải tạo nó. Công trình quốc phòng gọi là Maginot Phương Đông. Vậy thì, một khi chiến tranh bùng lên, phòng tuyến này sẽ hoàn toàn có thể ngăn cản được tốc độ quân Nhật đánh quân ta. Đây cũng là phòng tuyến duy nhất ở Thượng Hải và Nam Kinh. Một khi Gia Thiện thất thủ, Nam Kinh sẽ gặp nguy hiểm. Dân tộc Trung Hoa cũng gặp nguy khốn. Việc này liên quan tới tồn vong của dân tộc. Các cậu nói xem, trận này không đánh được không? Đánh! Đánh hết mình. Dân tộc, dân quyền, dân sinh. Chủ nghĩa tam dân tuyệt đối không phải là một câu khẩu hiệu. Đây là quan niệm chính trị Trung Sơn tiên sinh, cũng là tín ngưỡng của chúng ta. Tôi đã nói là chúng không đuổi kịp chúng ta mà. Rõ ràng trận vừa rồi đánh không thắng, tại sao còn phải đánh? Vì Hồng quân chúng tôi là quân đội của nhân dân. Mau đi thôi. Quân đội của nhân dân khi nhân dân gặp nạn, đánh không thắng cũng phải đánh. Hồng quân. Hồng quân, là Hồng quân, Hồng quân, là Hồng quân. Hồng quân. Hồng quân, Hồng quân. Các anh có việc gì không? Các anh là đội ngũ của Tư lệnh Chung đúng không? Đúng vậy, tôi chính là Chung Khắc Kiệm. Tư lệnh Chung, chúng tôi muốn tham gia Hồng quân. Nhà tôi 5 người đều bị giết chết. Chúng tôi phải báo thù. Tham gia Hồng quân báo thù rửa hận. Được, 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 được. Các anh đều là những người dân đã chịu khổ nạn rất nhiều. Ai muốn chịu khổ chứ? Ai muốn bị chó trắng ức hiếp chứ? Muốn làm Hồng quân thì đi theo đội ngũ của chúng tôi. Được, đi. Cậu thấy chưa? Đi thôi. Nào, thì ra đội ngũ của các anh lớn mạnh lên như thế này. Đội ngũ của chúng tôi lớn mạnh rất nhanh. Sơn Hổ, không tin cậu cứ xem đi. Đội ngũ của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh. Để tôi. Được. Tư lệnh Chung à, anh quan lớn như thế còn tự khiên cán. Tôi mà là tư lệnh, tôi sẽ sai người làm cho tôi cán tre, ngày ngày khiên tôi đi. Hồng quân chúng tôi không có thói lên mặt ra oai của quan. Quan binh đều bình đẳng với nhau, không phân giàu nghèo. Vừa rồi tôi nghe Lão Điền nói anh là thiếu gia nhà giàu. Là thật hả? Tôi không hiểu. Anh bỏ cuộc sống sung sướng, sao lại tới đây chịu khổ vậy? Tín ngưỡng. Tín ngưỡng hả? Tín ngưỡng chính là báo đáp đảng quốc. Một người đi đến tín ngưỡng cơ bản cũng không khó, thì sao có thể đặt cán trao quân hàm được đây? Một khi bị mê hoặc bởi lời nói ngon ngọt và hậu hỏa khôn lường. Đồ gì chứ?
Một thượng úy quốc vương mà lại không phải đảng viên. Đây là sư trưởng Trương giới thiệu, ai giới thiệu cũng vô dụng. Không có lòng tin kiên định thì đem quân đánh trận báo đáp đảng quốc thế nào đây? Chủ nhiệm Vương, cậu ấy có thành tích xuất sắc trong các học viên đợt này. Thành Nho, sâu thẳm trong tâm hồn cậu có lẽ đã có nhận thức rõ ràng và tính lý về chủ nghĩa tam dân. Cậu nên tích cực đi theo tổ chức về mặt chính trị. Muốn tổng quân thăng chức buộc phải vào đảng. Đảng? Đảng gì? Không phải là quốc dân đảng gì đấy hả? Hà Tất Lai đã vào đấy chứ. Trung Quốc Cộng sản Đảng tại sao phải vào đảng? Vì chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là cảnh giới tối cao của giai cấp vô sản trên thế giới. Để thực hiện được nó, bao nhiêu người phải mất đầu đổ máu. Được sau này chúng tôi đã kiến lập chính quyền Xô Viết của người bình đẳng, cộng đồng tự làm chủ. Không có thổ hào, không có áp bức. Vậy thì là một xã hội tuyệt vời biết bao. Anh nói cứ như nằm mơ vậy. Nếu như được như thế thật, anh em chúng tôi sẽ không bị hại gia, hại tan nát cửa nhà. Chủ nghĩa cộng sản mà anh nói có thật không? Có thật. Chỉ cần có lãnh đạo của đảng chúng tôi kiến lập chính quyền Xô Viết, cộng đồng làm chủ, người người bình đẳng, đấy mới là cảnh giới tươi đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cảnh giới tốt đẹp cao nhất này nhất định không thể tìm thấy trong hiện thực, chỉ có điều diễn ra trong đầu chúng ta. Theo đuổi và ước mơ không có kết thúc. Khi cậu than thở cuộc đời bất công 5 tháng vô tình, cậu nhất định phải nhớ lấy, một xã hội bồi dưỡng một người, một người phản ánh một xã hội. Tất nhiên, nhân vô thập toàn. Thành Nho, lần đầu tiên tôi gặp cậu, đã thấy cậu là một người tài. Giáo viên, anh quá khen rồi. Phải rồi Thành Nho, sao cậu lại biết Kim Sơn Vệ? Lúc ở Trấn Tổ Tư, từng nghe tiên sinh nói đến. Chẳng trách. Tư lệnh Thẩm từ quan ở ẩn, nhưng vẫn lo cho nước cho dân, thực sự rất kính nể. Cậu là học trò của tư lệnh, thần gặp thời loạn, vậy thì cậu càng nên coi thiên hạ là trách nhiệm của mình. Cứu muôn dân, hiếu trung với đảng, báo đáp quốc gia. Trung Hoa trăm năm suy yếu, chính là vì chia năm xẻ bảy, tranh quyền đoạt lợi, loạn trong nước không ngừng. 18 tháng 9 chúng ta đã đánh bại 3 tỉnh Đông Bắc, bây giờ Thượng Hải lại đang nguy cấp. Nếu như còn không dẹp xích ổn định trong nước, thực hành một chính đảng, một thủ lĩnh, Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Luận vong quốc. Lão trưởng ngày ngày kêu ngạo chống ngoại xâm bình định nội địa. Một chính đảng, một thủ lĩnh. Nhưng họ là chính đảng gì? Lão tưởng lại là thủ lĩnh gì? Một súng chưa bắn đã mất 3 tỉnh Đông Bắc. Mất 3 tỉnh Đông Bắc là nhượng bộ trong chiến lược. Đến nay, lực lượng của chúng ta vẫn chưa thể đánh tay ngang với Nhật Bản. Bây giờ tuyên chiến với Nhật Bản chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trong lúc chúng ta gom góp quân lực, xích phỉ lại chạy ra làm loạn lạc chiếm địa bàn. Cậu nói xem có nên dẹp xích phỉ hay không? Cho dù phải trả giá nào, đầu tiên chúng ta cũng phải dẹp tan xích phỉ. Dẹp phỉ, dẹp phỉ, dẹp phỉ, dẹp phỉ, đã dẹp mấy trăm năm rồi, cũng không diệt hết được bọn ta đâu. Đại ca, hôm nay là ngày giỗ của anh. 10 năm trước, Quang Binh tiêu diệt núi Vạn Hổ, hại huynh đệ ta người âm kẻ dương. Năm đó, trước Bành Công Đao, anh bắt mấy đứa trẻ đại đầu thề, đời này không được làm phỉ. Làm một dân lành. Nhưng bây giờ anh em chúng nó,
Người chạy, kẻ trốn. Đại ca, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Thời thế bây giờ, anh muốn làm người tốt cũng không làm được. Muốn làm dân lành cũng không làm nổi. Đại ca, giờ đây lại sắp như 10 năm trước. Không phải cậu không biết, dưới núi từng từng phong hỏa. Những lời nói năm đó của cậu nói với chúng chính là giữ lại một gốc rễ cho hội Hắc Kỳ chúng ta. Nhưng đại đầu lại một mực đợi xuống núi. Đây chẳng phải là chết mà vẫn đi sao?